chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 22 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 cũng là kỷ niệm 30 năm ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt những người làm truyền hình Bắc Cạn, xin kính chúc các cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, học tập và rèn luyện thật tốt để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, tiếp tục phát huy truyền thống quân đội anh hùng, mãi mãi xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nhân dịp này, mời quý vị khán giả cùng nhìn lại một số hình ảnh nổi bật trong lĩnh vực quân sự quốc phòng thời gian qua. Nổi bật là việc tham gia các hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng góp phần tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong giải quyết các thách thức an ninh chung của khu vực vì hòa bình gần của bệnh viện giã chiến cấp 2 đi làm nhiệm vụ tại Nam Thu Đăng. Hoàn tất... Trong những ngày qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng sự kiện có ý nghĩa này. Trong đó, bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống nhằm nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên báo đài và hệ thống truyền thanh nội bộ về truyền thống 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm chiến đấu xây dựng và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng cũng như của lực lượng vũ trang tỉnh. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thi đấu giao hữu thể thao với các cơ quan đơn vị. Tổ chức thuần lễ chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cho cán bộ công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiêu biểu hành quân về nguồn tại khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ sĩ quan cao cấp nghỉ hưu, nghỉ công tác, anh hùng lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức khám chữa bệnh cho 900 lượt người, tặng 110 xuất quà, hỗ trợ 48 tấn xi măng cho xã Xuân Lạc, huyện Trợ Đồn, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Cũng trong thời gian này, tại các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng đang đẩy mạnh các hoạt động thắm tình quân dân, qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Huyện Bạch Thông vừa tổ chức gặp mặt các đồng chí là cán bộ chiến sĩ, sĩ quan quân đội đang công tác và nghỉ hưu trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng dự buổi gặp mặt có mẹ Việt Nam anh hùng Mông Thị Thi và Nguyễn Thị Nhường. Tại buổi gặp, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn huyện. Trong những năm qua, quán triệt đường lối đổi mới toàn diện đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang huyện Bạch Thông đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc ở địa phương, trong đó lấy cơ quan quân sự địa phương làm nòng cốt, bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang cùng nhân dân trong huyện xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang huyện theo hướng cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại. Thưa quý vị khán giả, những năm qua bên cạnh công tác huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Hạn còn làm tốt công tác dân vận tại các địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân dân. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mời quý vị khán giả cùng tìm hiểu đôi nét về công tác này. <laughs> bác sĩ hỏi thì là mình chẳng ở chỗ nào nhiều. Đâu, này, đâu, đau này, đo lưng này, đau lưng này, đau lưng này, hai hai cái chân, chân đau đùi. Ừ. À, là, là bây giờ là chỉ đau thôi không bị giật bị gì đâu phải không? Ừ. Bây giờ bác sĩ kê đơn cho không là về uống theo bài đơn của bác sĩ kê nhé. Thực hiện chương trình hành trình quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng, lực lượng quân y của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với xã Xuân Lạc huyện Trợ Đồn thực hiện chương trình khám bệnh chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trên 300 lượt người dân. Trong quá trình khám bệnh cùng với việc cấp phát thuốc, những y bác sĩ quân đội còn tư vấn cho đồng bào các biện pháp để chăm sóc sức khỏe cho bản thân tốt hơn. Ở qua đợt này, thì chúng tôi thấy cái việc này là việc cần thiết tích cực góp phần vào cái củng cố cái tình đoàn kết quân dân rồi là mối quan hệ của y tế địa phương với lại lực lượng quân y trên địa bàn những hình ảnh cán bộ chiến sĩ khoác trên mình bộ quần áo màu xanh luôn in đậm trong tâm trí đồng bào, nhất là trong lao động sản xuất, giúp đỡ bà con nhân dân khắc phục thiên tai, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới. Các chiến sĩ đã đem những hình ảnh đẹp nhất của người lính đến với bà con trong xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc hôm nay. Cảm ơn chiến sĩ hôm nay về chiến sĩ tỉnh về giúp được gia đình em làm được cái nền và gia đình tôi rất là vui và và rất là quý các chiến sĩ hôm nay. Đơn vị có 10 cán bộ chiến sĩ ngay từ bước đầu khi đến công việc đầu tiên là chuyển vật liệu anh em đều rất hăng say tích cực. Đấy, sau đó những công việc khác anh em đều làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất mong muốn trong thời gian ngắn nhưng cán bộ chiến sĩ có thể giúp gia đình nhiều nhất có thể để tạo điều kiện cho gia đình có cuộc sống tốt hơn. Thực hiện chương trình giúp đỡ hỗ trợ các địa phương và bà con nhân dân, hàng năm, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với cấp ủy chính quyền triển khai nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như xây nhà tình nghĩa, xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn, triển khai công tác dân vận khéo với phương châm bốn cùng là cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc với bà con. Đặc biệt, bộ chỉ huy quân sự tỉnh còn tích cực triển khai các hoạt động giúp đỡ xã khó khăn xây dựng nông thôn mới đảng ủy chỉ huy bộ chỉ huy quân sự tỉnh bắc cạn đã uh, triển khai quyết liệt đã phối hợp với uh, cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành khảo sát và triển khai ở ba xã khó khăn nhất của huyện trợ đồn bộ chỉ huy quân sự tỉnh cũng đã phối hợp là triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đã uh, giúp cho xã xuân lạc triển khai xây dựng cái tiêu chí số 9 và tiêu chí số 16. Những việc làm thiết thực, thắm tỉnh quân dân của cán bộ, chiến sĩ, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Cạn đã mang lại ý nghĩa sâu sắc, góp phần cùng hệ thống chính trị ở địa phương giữ vững an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ Hồ trong thời kỳ mới. Năm 2019, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh phối hợp với huyện Trợ Đồn đã triển khai 4 mô hình khuyến nông tại các xã Bình Trung, Phương Viên, Rã Bản, Bằng Phúc và Yên Thịnh. Các mô hình được triển khai là mô hình khoanh nuôi, tái sinh, làm giàu rừng tự nhiên nghèo kiệt, có trồng bổ sung bằng cây rổi xanh, hướng tới quản lý rừng bền vững được thực hiện tại thôn Khuẩy Giả, bản trói, xã rã bản với quy mô 6 hecta. Mô hình áp dụng công nghệ thông canh một số loài cây bản địa cho gỗ lớn, nhằm từng bước thay thế cây gỗ nguyên liệu năng suất thấp bằng loài cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao với quy mô 5 hecta được thực hiện tại bản mới xã Bằng Phúc. Mô hình trồng cây dược liệu gắn với tiêu thụ sản phẩm ở một số tỉnh phía Bắc với quy mô 7,2 ha thực hiện tại thôn Nà Làng, xã Phương Viên và thôn Khuẩy Lìa, Bản Loàn, xã Yên Thịnh. Mô hình trồng thử nghiệm một số giống lúa mới tại thôn Tổng Chiêu, xã Phương Viên với các giống lúa Kim Cương 111, QG4, Tiền Hải 1, HCT10 với diện tích 1,2 ha. Qua thử nghiệm ba giống lúa Kim Cương 111, QG4, HGT10 sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện canh tác của bà con tại địa phương và cho năng suất bình quân đạt từ 55 đến 56 tạ mỗi hecta. Khi tham gia mô hình, người dân được hỗ trợ giống và tập huấn khoa học kỹ thuật. Năm 2019, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông được tỉnh chọn xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên đến nay, xã mới chỉ đạt 5 trên 17 tiêu chí những tiêu chí đã đạt đó là thủy lợi, hộ nghèo, nhà ở dân cư, y tế và hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật. Các tiêu chí chưa đạt bao gồm quy hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập, văn hóa, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo, môi trường, quốc phòng an ninh. Trong đó, khó khăn nhất đó là việc thực hiện tiêu chí thu nhập. Năm 2018 khi xã Quang Thuận về đích nông thôn mới thì thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm. Để đạt chuẩn theo quy định xã nông thôn mới nâng cao thì thu nhập bình quân đầu người của xã phải đạt 36 triệu đồng một người một năm. Đây đang là bài toán khó đối với xã bởi nguồn thu chủ yếu của người dân phụ thuộc vào các loại nông sản. Hàng năm nguồn thu cũng không ổn định do phụ thuộc vào giá cả thị trường. phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Côn Minh huyện Nari đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay với những hoạt động thiết thực góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương. Môi trường là một trong những tiêu chí khó khi xây dựng nông thôn mới, trong đó đòi hỏi phải thay đổi nhận thức của người dân cũng như đầu tư nguồn kinh phí để thực hiện. Thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã Quân Minh đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm sạch nhà sạch ngõ gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Mỗi cơ sở hội lựa chọn những phần việc và triển khai các hoạt động cụ thể để thực hiện trong đó có mô hình tuyến đường phụ nữ tự quản, phân loại rác thải trong sinh hoạt, sọt rác gia đình, thu gom vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, hạn chế sử dụng túi ni lông, tham gia làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước, xây dựng tuyến đường hoa phấn đấu về đích theo nghị quyết của đảng bộ năm 2020 là xã Côn Minh sẽ phấn đấu về đích nông thôn mới trong đó có cái tiêu chí môi trường là cái một cái tiêu chí khá là khó do vậy là với vai trò là hội phụ nữ của xã thì chúng tôi đã tham mưu cho cấp ủy đảng chính quyền sẽ thực hiện cuộc vận động là triển khai cuộc vận động là năm không ô sạch gắn với cái xây dựng nông thôn mới để triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, năm 2019, các cấp hội phụ nữ xã Quân Minh đã phối hợp với đoàn thanh niên xã phát động phong trào giúp nhau phiên gạch hồng chung tay xây dựng nông thôn mới để giúp đỡ ba hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn của xã nông thôn mới. Lực lượng thanh niên thì cũng phối hợp với các ban ngành đoàn thể là cũng ra quân có các đợt gia quân thường xuyên là À, tổ chức những cái đợt mà à, dọn à, vệ sinh đường làng ngõ xóm, à, xây sửa à, sửa chữa lề đường này. À, và hàng tháng thì mỗi tháng một lần, như là thôn điểm này thì mỗi tháng một lần là ra quân để à, quét dọn đường. Diện mạo nông thôn mới ở Quân Minh đang khởi sắc từng ngày, có một phần công sức không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong xã. Để phong trào thực sự đi vào đời sống của chị em phụ nữ và nhân dân, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Quân Minh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tích cực đổi mới hoạt động, đồng hành cùng các ban ngành đoàn thể, góp phần đưa Quân Minh về đích nông thôn mới trong năm 2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các ngành địa phương thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019-2020, nhất là tổ chức chiến dịch diệt mũi, diệt lăng quăng bọ gậy trên địa bàn, đặc biệt tại các công trường xây dựng, nhà trọ, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh phát hiện sớm xử lý triệt đề ổ dịch ngay khi phát hiện tổ chức cấp cứu điều trị người bệnh kịp thời hướng dẫn kiểm tra các địa phương về giám sát phát hiện xử lý ổ dịch các biện pháp dự phòng và điều trị dịch bệnh mùa đông xuân nhất là đối với dịch bệnh sốt xuất huyết bảo đảm đủ phương tiện vật tư trang thiết bị điều trị hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu sở thông tin và truyền thông đài phát thanh và truyền hình bắc cạn báo bắc cạn phối hợp chặt chẽ với sở y tế tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời về tình hình và các biện pháp phòng chống để người dân chủ động trong việc phòng chống các loại dịch bệnh mùa đông xuân Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành công văn chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 10 ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Để tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị một cách nghiêm túc đạt hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo nêu tại chỉ thị, đảm bảo không để xảy ra tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo chương trình kế hoạch hành động đã xây dựng để thực hiện chỉ thị gửi về thanh tra tỉnh trước ngày 27 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp theo dõi. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu thanh tra tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện chỉ thị của các sở ban ngành địa phương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đơn đốc các sở ngành địa phương trong việc triển khai thực hiện chỉ thị. Cùng với đó, phối hợp với các sở ngành liên quan, xây dựng báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị, gửi thanh tra chính phủ trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Năm 2019 là năm đầu tiên việc chấm điểm công tác dân vận chính quyền được thực hiện đồng bộ ở 8 trên 8 huyện, thành phố và nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh, theo nội dung quyết định số 1878 của Ban thường vụ tình ủy ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2017. Điểm số đánh giá phân loại của các cơ quan đơn vị là tổng điểm được tập hợp từ đánh giá chấm điểm của 8 nội dung tiêu chí thành phần với tổng điểm tối đa là 90 trên 100 điểm, 10 điểm còn lại do cấp trên đánh giá. Việc tự chấm điểm đánh giá xếp loại công tác dân vận năm 2019 được các cơ quan đơn vị thực hiện theo đúng phương pháp đánh giá công tác dân vận ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Phần lớn báo cáo kết quả tự chấm điểm đánh giá của các cơ quan đơn vị đều xếp loại tốt, loại khá trong đó có 4 cơ quan đơn vị đạt 90 điểm, 30 cơ quan đơn vị đạt 82 điểm trở lên, một đơn vị đạt 75 điểm, không có đơn vị nào xếp loại trung bình, yếu. Thưa quý vị khán giả, những năm gần đây phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Trợ Đồn được triển khai sâu rộng hiệu quả. Từ năm 2015 đến năm 2019, toàn huyện đã xây dựng được hơn 750 mô hình dân vận khéo trên cả 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị nhiều mô hình đem lại hiệu quả thiết thực được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 2018, ông Triệu Ứng Lai, thôn Bắc Tong, xã Yên Nhuận đã mạnh dạn đăng ký với Hội Nông Dân Xã, thực hiện mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế. Với mô hình kinh tế tổng hợp, Mỗi năm, ông thu về khoảng 650 triệu đồng. Đặc biệt, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, ông còn hỗ trợ đóng góp ngày công đổ bê tông đường nội thôn, đóng góp mở trên 800 mét đường nông thôn mới vào khu sản xuất và vận động người dân phát triển trồng rừng. Ngày đấy thì diện tích nó cũng còn ít, nó cũng vài ha thôi. Nhưng mà dần dần sau phát triển lên thì đến ngày hôm nay thì nó là vào hơn 10 ha, gần 20 ha là, là rừng trồng, gồm có cây mỡ này cây keo này, cây bạch đàn đỏ này. Thì sau vài năm sau nữa thì thì cũng cảm thấy là cái khu này nó cũng phát triển kinh tế được thì tôi cũng lập thành một cái gia trại của gia đình nhỏ nhỏ để phát triển dần nuôi gà, nuôi cá bởi vì trong này có ao. Khu ở đây là có hàng liền mấy thôn liền ở đây thì tất cả các nhà về rừng cây thì có nhà chỗ gia đình của anh Lai thì có máy móc thì tức là anh Lai thì cũng có tình nguyện Coi nhà giúp cả ba cái thôn này để mở một con đường vào đây để coi như bà con đi lại dễ dàng. Cùng với phát triển kinh tế, phong trào thi đua dân vận khéo trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị cũng được các ủy chính quyền các cấp của huyện trợ đồn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, qua đó đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng hành động của cán bộ đảng viên. Trong đó, năm 2017, các tập thể và cá nhân đăng ký 290 mô hình, năm 2018 có 165 mô hình và năm 2019 đăng ký 320 mô hình. Nét nổi bật từ việc triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo ở huyện Trợ Đồn là các ngành địa phương và các đoàn thể đã lồng ghép với nhiều phong trào thi đua của vận động như toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình 503 sạch, dân vận khéo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua công tác tuyên truyền vận động đã huy động đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân và người dân chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới đồng thời xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc Đến nay, toàn huyện Trợ Đồn đã có 112 tổ an ninh nhân dân, 160 tổ hòa giải, 4 tổ tự quản về an ninh trật tự được thành lập. Các mô hình được triển khai thực hiện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều ở lĩnh vực phát triển kinh tế, so đói giảm nghèo tôi thì thấy cái địa phương mình ấy là có nhiều cái vấn đề mà làm ra tiền nhưng mà bà con lại, lại lại lại, không biết làm thế tôi mới đẩy ra cái ý tưởng là nên tôi vận động bà con là phát quang này và giữ sau đó thì trồng sen vào làm như thế nào để cái bãi lá rong của mình là là có chất lượng tốt nhất mà cũng từ đó đến giờ là cái cây lá rong mà riêng thu nhập hàng ngày và cộng theo cái dịp Tết thì mỗi một năm riêng bàn bảng phải thu được khoảng gần 1 tỷ, gần một tỷ. Còn riêng cái chè hoa vàng thì một báo cáo hiện nay là chỉ có 14 người vận động được 14 thành viên trồng thôi. Nhưng mà nếu đầu vào mà đầu ra như bây giờ thì số hàng hiện nay đang có mà bán được cũng sát thân một tỷ. Xét được là 24 mô hình, lựa chọn ra được 6 mô hình là điển hình tiêu biểu trong thực hiện cái dân vận khéo năm 2019 thì đấy cũng là tiền đề để tiếp tục triển khai nhân rộng trong các cái năm tới. Phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn huyện Trợ Đồn đang ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng, xây dựng nhiều mô hình thiết thực hiệu quả ở cơ sở, có phần tích cực trong việc khơi dậy và phát huy sức dân tham gia phát triển kinh tế xã hội địa phương sau nhiều nỗ lực đưa nghệ thuật dân gian then tiến gần hơn với công chúng góp phần làm cho câu then việt bắc lan tỏa nghi lễ thực hành then của người tày nùng thái ở việt nam đã chính thức được unesco ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại theo số liệu kiểm kê, di sản thực hành then của người Tài, Nùng, Thái tập trung chủ yếu ở 11 tỉnh miền núi phía Bắc, gồm Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang và một số địa phương khác ở Việt Nam. Nghi lễ then thể hiện bản sắc văn hóa của các dân tộc này, từ phong tục đến nhạc cụ, múa và âm nhạc. Then góp phần giáo dục đạo đức lối sống nhân đạo, bảo vệ các phong tục và truyền thống văn hóa ở Việt Nam. Việc UNESCO ghi danh thực hành then của người Tài Nùng Thái ở Việt Nam tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã khẳng định bản sắc văn hóa phong phú của dân tộc Việt Nam, sự gắn kết cộng đồng đề cao tôn trọng đa dạng văn hóa, khuyến khích đối thoại giữa các cá nhân, các cộng đồng và các dân tộc khác nhau vì sự khoan dung, tình yêu và lòng bác ái đúng theo tôn chỉ và mục tiêu của Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Then được vinh danh là niềm tự hào lớn lao và đó cũng là động lực để đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Tài Bắc Cạn thấy mình cần có trách nhiệm hơn trong việc truyền dạy cho con cháu cùng nhiều thế hệ khác về loại hình nghệ thuật đặc biệt này. Như thường lệ trong chương trình thời sự tối chủ nhật, mời quý vị khán giả cùng theo dõi điểm những thông tin thời sự nổi bật đã phản ánh trong tuần. Ngày 17 tháng 12, Ban tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Năm 2020 là năm cuối thực hiện nghị quyết đại hội 12 của đảng, tiến tới đại hội đảng các cấp và đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Do vậy, việc nghiên cứu học tập chuyên đề tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là rất cần thiết, góp phần tiếp tục xây dựng đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, để mạnh đồng bộ và toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong tuần diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, trên cơ sở của một cuộc chiến tranh nhân dân vĩ đại, quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy hiện đại, gắn bó với nhân dân. Năm 1989, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và quyết định của Chính phủ, ngày 22 tháng 12 hàng năm không chỉ là ngày kỷ niệm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam mà còn là ngày hội quốc phòng toàn dân. Từ đó, mỗi năm cứ đến ngày này, cả nước nói chung, tỉnh Bắc Cạn nói riêng lại có nhiều hoạt động kỷ niệm qua đó nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ hồ giáo dục lòng yêu nước ý thức trách nhiệm cho mọi người dân trong xây dựng quân đội và bảo vệ tổ quốc Vừa qua tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức trao giải thưởng sao đỏ cho doanh nhân trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2019 được triển khai từ năm 1999, sau đó là giải thưởng nhằm tôn vinh những doanh nhân trẻ có tuổi đời không quá 45, có thành tích xuất sắc trong quản lý điều hành doanh nghiệp, là những tấm gương sáng điển hình, góp phần khơi dậy tinh thần lập nghiệp trong thế hệ trẻ Việt Nam. Trong dịp này, tỉnh Bắc Cạn có một doanh nhân được bình chọn nằm trong top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu toàn quốc. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, hiện tại giá thịt lợn hơi vẫn tiếp đà tăng mạnh. Tại tỉnh Bắc Cạn, giá lợn hơi bán tại chuồng đã lên tới trên dưới 90.000 đồng 1 kg. Tại các chợ, giá thịt lợn bán ra hiện đang ở mức từ 150 đến 180.000 đồng 1 kg. Giá cao, người chăn nuôi được lợi trước mắt nhưng mặt bằng chung thiệt hại rất nhiều vì sản xuất ở địa phương chủ yếu là nhỏ lẻ. Việc giá lợn tăng cao cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến cho giá cả hàng hóa tăng theo, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Theo các cơ quan chức năng, nguồn cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh không quá thiếu, người dân không nên lo lắng. Việc gián lợn bị đẩy lên quá cao phần nhiều do các thương lái. Do vậy, vấn đề kiểm soát giá bán cần được đặt ra. Vừa qua, huyện Bạch Thông đã xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N6 tại phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông. Cơ quan chuyên môn của huyện đã khoanh vùng tiêu hủy toàn bộ số gà của các hộ dân trong phạm vi 300m khu vực có dịch, tổ chức phun thuốc khử trùng đồng bộ nhằm dập tắt ổ dịch, không để dịch lây lan. Tỉnh đã yêu cầu các xã thị trấn vùng bị uy hiếp và vùng đệm tổ chức lập các chốt kiểm soát việc mua bán vận chuyển con giống, mua bán gia cầm thương phẩm, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc cần thiết để phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, khu chăn nuôi, khuyến cáo người dân báo ngay cho cán bộ chuyên môn khi gia cầm có biểu hiện ốm chết, tuyệt đối không giết mổ hoặc vứt gia cầm chết ra môi trường. Trên tuyến quốc lộ 3 đoạn qua tổ 3 phường xuất hóa thành phố Bắc Cạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa phát hiện một vụ vận chuyển 55 bánh heroin từ Nghệ An ra Cao Bằng tiêu thụ. Bao đối tượng vận chuyển ma túy cùng trú tại thôn Mường Lống 1, xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Số ma túy trên được giấu trong hai vali để trong khoang hành lý của xe khách. Vụ án đang được các lực lượng chức năng mở rộng điều tra cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật của đài phát thanh và truyền hình bắc cạn bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh tbk